Ta đến với cái man Gigabyte G41 GMTS2. Thì cái man này để ban đầu triệu chứng bệnh là không lên hình ha, các bạn ha, không lên hình. Thì cũng vệ sinh, lấy cọ lao quét rồi mấy kẻ RAM này kia cắm rồi lao cái RAM cũng không lên hình. Rồi mình mới lấy RB7 mình lao cái RAM kỹ, mình vuốt kỹ thì nó lại lên hình. Là ok. Chỉ tính vệ sinh thôi các bạn ha. Còn quạt này ban đầu nó rất là sụp sịch các bạn nha. Cái chân này nè, chân này nó bị hở nè. Chân này bị hở ha. Nói chung là quạt CPU của máy bàn mà chân bị hở là nó báo cảnh báo và nó chưa có vô đâu hết là nó tắt nguồn, nó sụp nguồn các bạn nha. Thì đối với những cái trường hợp mà bị lạ, chứng bệnh lạ thì các bạn nên kiểm tra lại quạt ha. Sụp nguồn ngang á, tại nóng CPU quá nó cái quạt cái phần rãnh nè. Tản nhiệt không tiếp xúc sát với cái mặt của CPU thì nó sẽ bị nóng CPU và nó làm tắt nguồn các bạn nha. Quá nhiệt nó sẽ tắt nguồn. Bây giờ chúng ta khởi động máy và xem cái điều gì xảy ra đối với cái man này các bạn nha. Rồi các bạn nhìn lên màn hình nha. Hey, các bạn xem màn hình hiển thị BIOS F12 bút nhanh đeo là vào BIOS cho chỉnh các bạn ha. Này mình để cho nó Outbook cái USB nè. Các bạn thấy điều gì lạ không? Mình đây, mình gõ bằng phím. Đây, gõ lên xuống. Còn thấy không? Nó không ăn uống gì hết thấy không? Đây. Đây là cái điểm lạ ha các bạn ha. Nè, nấm lóc nè. Nấm lóc không ăn sáng đèn nè. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta làm sao để vượt qua được cái trở ngại này thì các bạn vào BIOS chúng ta chỉnh ha. Này các bạn vào BIOS chúng ta chỉnh thôi. Mình bấm nút nguồn lại đi ha, reset lại nè. Rồi chúng ta vào bấm delete, bút nhanh delete các bạn nha, để chúng ta vào BIOS chúng ta thiết lập lại. Đối với cái dòng man này nó có cái mục tùy chọn để chúng ta mở tính năng của bàn phím. Chúng ta vào Interplay này các bạn nha. Rồi các bạn thấy cái mục USB keyboard này không? Analyzable nè, chúng ta enable nó ha. Rồi cái đây là các bạn muốn dùng chuột trong cái phần những cái phần menu mà bút á, bút USB á ha. Hoặc là chúng ta vô WinBA á, chúng ta sử dụng ok được có thể các bạn phải chọn những cái tính năng này nha. Đấy, cái này là ổ cứng nè. Rồi cái này là chuột nè, các bạn bật luôn ha thì chúng ta mới sử dụng được ha. Rồi đối với cái cây bo bằng phím mà dùng cổng USB thì chúng ta phải bật thì chúng ta mới sử dụng được, và cây ra chuột các bạn nha. Rồi các bạn seal lại, ấm y rồi cho nó tự load, rồi các bạn xem mình thao tác xem có gì khác không nha. Rồi, khi màn hình bút hiển thị lên mình sẽ bấm cho các bạn xem. Đây, trước hết là nấm lóc đã sáng đèn. Đấy, đã hoạt động bằng phím các bạn ha. Rồi, tiếp đến là mình bấm nút lên xuống nãy nè. Đấy, các bạn nhìn lên màn hình nha. Đấy, các bạn thấy đã có thay đổi ha. Đấy, chứng tỏ là cái tùy chọn BIOS nó rất là quan trọng đối với cái dòng man này. Nói chung dòng man cổ cũng không có, các bạn cũng không có gặp nhiều đâu, chúng ta biết cho vui thôi. Hồi nãy mình quên bỏ chọn chuột, thử có vô đây có làm ăn gì được không. Thì các bạn có dịp có điều kiện gặp thì chúng ta test thêm ha. Mình test tới đây thôi các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.